Tiếp theo combo 34. Combo này cũng có 12 cây, 200 bao phí ship. Cái cây này là cây Indo nha. Cây này của Đài Loan. Đài Loan luôn nè. Đài Loan hết, có một cây Indo thôi. 12 cây ha quý vị ha, đó. Cái lô này gọi là chục tuần lễ nó mới có bán lại nha, 10 bữa nữa gì đó. Bán xong hương là có một lô hai lô thôi, chọn hết hàng rồi. Về cứ mạnh tay ép như vậy nha quý vị. Trước khi mình thí nghiệm cây á, thì mình một lô 12 cây mình làm chừng 2 cây thí nghiệm đi, rồi còn 10 cây kia tuần 10 bữa sẽ hãy làm tiếp nha. Còn mà chi tiết á, thì cái lô mà 30 13 vừa rồi á, là tôi có hướng dẫn rồi, quý vị vô cái lô 33 quý vị coi ha. Anh nào biết rồi thôi. Rồi vậy nha, chứ không có nói mất thời gian quá. Vậy nha quý vị ha, 12 cây 200 bao ship xuống luôn nha quý vị.